Xin chào anh em. Đây là cái túi máy ảnh mà mình đã từng up lên trên Tinh Tế Phát cũng như là Facebook cá nhân của mình. Và mình thấy là có rất là nhiều anh em thích cái túi này, cứ liên tục kêu mình trên tay và giới thiệu cái túi này, xem tên nó là gì và mẫu mã như thế nào, mua ở đâu, cái kiểu. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia tay cho anh em xem cái túi này ha. Cái túi này nó có tên là National Geographic Australia Photo Bag ha. Mình mua nó với giá khoảng 2 triệu, 2 triệu mốt gì đó. Các bạn có thể ra bất kỳ sóng ảnh nào, nó cũng có cái mẫu này hết. Nhưng mà cái chỗ mình mua là hình như đây là mẫu cuối cùng rồi. Ok, vậy mình sẽ trên tay mở bên trong cho anh em xem nó như thế nào, và mình thích, mình ghét nó ở điểm nào ha. Đầu tiên là về ngoại hình của nó, và đó cũng là điểm mình thích nhất ở cái túi này. Phải nói là Natgel luôn cho ra mắt những cái chiếc ba lô rất là đẹp. Trước đây thì mình thích rất bộ sưu tập Africa của họ. Tuy nhiên là nó có một cái hơi hướng hơi quá bụi và nó hơi kiểu đồng quê cỏ cháy quá. Còn cho tới khi mà mình thấy được cái bộ sưu tập Australia Photo Bag này thì mình rất là thích, bởi vì thứ nhất là nó màu xanh dương này rất là đẹp, cái sắc thái của nó không quá đậm cũng như là quá nhạt, nó thiên hướng trung tính và nó đẹp lắm anh em. Kết hợp với cái màu xanh dương, nó điểm xuyến những cái chi tiết đỏ đô như thế này, da hay giả da gì đó, làm cho hai cái màu này nó hòa quyện vào nhau rất là đẹp. Mặt trước chúng ta sẽ có một cái logo Natgel được khắc lên một miếng đồng. Miếng đồng này họ làm kiểu xước xước của cũ, nhìn nó rất là bụi, nhìn nó rất đẹp. Được đặt trên một miếng da nữa, nó tạo ra cho cái phần logo này là một cái điểm nhấn rất là đẹp. Mặt trước chúng ta sẽ có một cái khóa cài. Cái khóa cài này cũng rất là lạ, thay vì nó cài bằng 500 hoặc là cài bằng những cái lẫy thì họ không. Họ gặp cái miếng da này lên như thế này, tạo thành một cái lẫy tự nhiên. Đó, anh em lấy ra thì chỉ cần nhét nó vô như thế này là cài được, nó sẽ không bung ra. Còn muốn lấy ra thì chân đẻ này xuống, lấy ra là được. Mặc dù nó đơn giản và nó đẹp, tuy nhiên cá nhân mình nghĩ là lúc mà lấy ra thì nó hơi bị vướng víu một xíu, không thể nào nhanh bằng những cái cơ cấu bấm lẫy nhựa hay gì được. Rồi, đằng sau chúng ta sẽ rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ có một cái ngăn dài ở đây. Ngăn dài này anh em có thể đựng tài liệu hoặc là đựng bất kỳ cái gì đó. Đây, ở đây mình đựng mấy cái linh tinh lặt vặt, thiệp, thùng gì đó. Cái quai sách này anh em có thể dùng để sách khi mà anh em cầm tay ha. Tuy nhiên mình thấy là cái quai sách này nó được may chệch về một bên quá, cho nên là khi anh em cầm lên như nè, nó sẽ bị chúc xuống rất là khó chịu. Cho nên là mình cũng ít khi cầm cái này lắm, mình toàn là cầm bằng này lên không à. Rồi, một cái thanh vải này là dùng để anh em vắt vào cái vali khi mà anh em di chuyển cho nó tiện tay. Phần dây ở đây được làm bằng, mình đánh giá là cọng dây này được đan rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Cái màu của nó cũng tiệp với những cái màu da ở đây, nhìn rất là đẹp. Rồi, những cái chi tiết trên cọng dây này nè được làm bằng đồng ha anh em ha. Làm bằng đồng. Đó. Làm bằng đồng rất là đẹp. Kể cả phần cái quai này cũng làm bằng đồng luôn. Đây, anh em thấy không? Đó. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái phần đệm vai. Cái phần đệm vai này khá là dày, rất là dày luôn, đeo rất là êm. Phần đệm vai này nó cũng được làm theo phong cách màu đỏ tạp với màu xanh. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái nút đồng để điểm xuyến thêm cho nó đẹp. Phần dưới chúng ta sẽ có một cái lớp cao su rất là bám. Cái lớp cao su này khi mà anh em đeo thì nó sẽ giúp cho nó không bị trượt, xê xích đi. Rồi, vô bên trong. Ở bên trong chúng ta sẽ có một cái nắp mở như thế này. Bên trong nắp nó có làm những cái họa tiết kiểu hoa lá cành này nọ, nhìn nó rất là Australia, rất là Úc luôn á, nhìn nó rất là thiên nhiên. Rồi, ở trong đây chúng ta sẽ có một cái ngăn nhỏ nè. Ngăn nhỏ này anh em có thể đựng những cái đồ linh tinh. Ví dụ mình thì mình đựng một cái adapter là phải nhớ ha. Một cái mấy cái thẻ nhớ đi kèm nè. Một cục pin để dành cho cái máy ảnh của mình. AirPods. Đó. Còn gì nữa không? Lại là một cái thẻ nhớ nữa. Rồi, hết rồi. Anh em cũng có thể đựng một cái ổ cứng di động hay là một cái gì đó đơn giản bên trong này. Cái ngăn này thì nó cũng không quá to đâu, nhưng mà anh em cũng có thể đựng được những cái đồ linh tinh cũng khá nhiều đó. Rồi, vào trong đây. Trong đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp ngăn lớn như thế này. Họ sẽ cho mình hai cái divider ở đây. Thì hai cái divider này anh em có thể tùy chỉnh. Ở đây thì mình làm cho nó thẳng thành hai cái vách dựng đứng lên để kê cái bán máy ảnh của mình. Để khi mà mình đặt cái máy ảnh thì cái lens nó chụp xuống và nó nằm gọn trong cái divider này luôn ha. Rồi, thì cái phần còn lại thì mình đựng những cái đồ linh tinh, ví dụ như là cái bóng thổi nè, dây đeo để dành khi mà mình cầm máy ảnh ra đường.
khăn lao nè, nắp lên cái kiểu đó. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái ngăn nữa. Cái ngăn này anh em có thể đựng iPad, còn mình á thì mình đựng một cái Kindle nè, cũng như là một cái cục pin dự phòng. Cái ngăn này anh em có thể đựng được một cái chiếc iPad nhỏ thôi, cỡ mình nghĩ là cỡ 9 inch đổ lại. Còn nếu mà anh em muốn đựng to hơn thì anh cũng phải mua một cái túi to hơn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tem. Cái tem này nó sẽ giúp gọi là để anh em biết được sản phẩm của anh em có genuine hay không ha, chính hãng hay không đó. Mình đã test rồi, cái này chính hãng ha. Tất cả các phần đệm xung quanh này đều được làm đệm rất là dày. Cả cái nắp này cũng họ cũng đệm một cái lớp không quá dày nhưng mà cũng đủ để anh em có thể an tâm với cái thiết bị của mình bên trong. Chỉ riêng có cái phần vải này nè, cái phần nắp khóa cài này nè, thì nó mình cảm thấy nó hơi mỏng và mình cứ cảm thấy là nó sẽ bị bung, bị rách ra như thế nào đó. Về mức độ hoàn thiện thì không có gì để chê. Cái chiếc ba lô này mình hoàn toàn không có thấy bất kỳ một cái chi tiết nào bị lỗi hay là vải dư chỉ thừa gì hết. Hoàn thiện của nắp dây rất là cao, bởi vì dĩ nhiên rồi đây cũng là một sản phẩm khá là đắt tiền. À, bên đây thì chúng ta sẽ có một cái ngăn. Cái ngăn này anh em có thể đựng một vài thứ linh tinh, ví dụ như là anh em có thể nhét cái điện thoại vô. Ví dụ của mình là 13 Pro Max, nhét vô vẫn bình thường ha. Rồi, hoặc là để những cái thứ gì đó khác vô, ví dụ như là giấy tờ hay là những cái đồ lặt vặt nhỏ nhỏ, ví dụ bỏ AirPods ở ngoài cũng được nè. Rồi, cái điểm mà mình không thích ở cái ba lô này đó là nó làm bằng chất liệu vải canvas này thì dĩ nhiên là nó đẹp nhưng mà nó sẽ không có khả năng chống nước, chống mưa, chống thời tiết, chống bụi gì hết ha. Rất là dễ bẩn. Mình thì mình sử dụng rất là kỹ cho nên hiện tại cái túi mình xài một tháng rồi thì nó vẫn chưa bẩn. Tuy nhiên là mình nghĩ là nó sẽ bẩn sớm thôi. Cũng như là mình thấy là khi mà mình mua những cái túi khác thì họ có tặng theo cái áo mưa để bọc lại. Tuy nhiên cái túi này thì nó là bằng vải và nó cũng không tạo mưa luôn, cho nên anh em ra đường khi mà thời tiết sắp tới, thời tiết tháng 4, tháng 5 này nọ sẽ có mưa nè, anh em sẽ hơi phải rén đó. Về cái mình thích thì mình đã chia sẻ rồi ha, mình rất là thích cái này bởi vì cái thiết kế của nó rất là đẹp mà mình cực kỳ hài lòng với cái thiết kế này. Rồi bây giờ đeo thử cho anh em xem là nó đeo trên người thì nó sẽ như thế nào ha. Đây là dây này mình để là theo ý mình, anh em có thể đeo chéo như thế này để cho nó đỡ xê dịch. Thì cá nhân mình thấy là nó hơi dày, tuy nhiên vì nó là ba lô máy ảnh mà dày là việc đương nhiên rồi, anh em sẽ phải chấp nhận nó. Vì cái thiết kế của nó rất là đẹp cho nên là nó sẽ không ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ nhiều. Mình rất là thích đeo ba lô này ra đường. Và cái cảm giác thoải mái nhất khi đeo nó sẽ là đeo một bên như thế này. Đó, rất là đẹp ha. Đây, Natgel Australia Photobag. Anh em có thích ba lô này không? Chia sẻ dưới phần comment cho mình ha. Cảm ơn em đã theo dõi. Mình là Khương đến từ mạng xã hội tinh tế.vn.